Cái phần cấu hình này là cái phần mà nhìn nó là khó nhưng mà thực ra làm nó rất là dễ. Ở đây bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cả nhà cái cách làm như này ạ. Cứ tuân theo cái cách làm này là ok thôi ạ. Thứ nhất, nhớ tối đa nhé. Đây, S tối đa là 2, P tối đa là 6, D tối đa là 10, F tối đa là 14. Được chưa? S tối đa là 2, P tối đa là 6, D tối đa là 10, F tối đa là 14. Thứ hai là điền E vào những bọn này như sau. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P. Và có một cái chú ý nho nhỏ thôi là điền E vào 4S trước và 3D sau. Được chưa? Điền E vào 4S trước, 3D sau. Thế là xong rồi. Làm này thế là xong rồi. Đây nhá, bây giờ chúng ta làm luôn cho nó nhanh gọn lẹ nhá. Đây S tối đa là 2, cứ tràn ở bên trong thì sẽ đẩy sang cái bên cạnh. Ok, vậy cấu hình E của clo này, Z bằng 17 này. Được chưa? Các cháu nhìn nhá. Đây, cấu hình E của clo. Bây giờ chú Minh sẽ dạy các cháu một cách nhìn kỹ rồi. Đầu tiên mình ghi này. Son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. Được chưa? S tối đa là 2, 2, 6. B tối đa là 6, đây 10 nhá. Đây là 10 chưa? Ok chưa? 2 nữa là 12 này. 12 vậy chỗ này chỉ còn là mấy thôi ạ? 5, 5 thì mới đủ 17. Đấy nhá. Vậy bắt đầu điền này. S thì chạy từ 1 đến 7. P thì chạy từ 2 đến 7. D thì chạy từ 3 đến 7. S thì chạy từ 4 đến 7. Vậy mình có này. 1, 2, 3. Được chưa? P là gì? 2, 3. Ok chưa? Vậy cấu hình E của clo là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ok ạ, cả nhà hiểu không ạ? Rất là dễ luôn nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? Nào, đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Cấu hình E của Chrome Z bằng 24. Cấu hình E của Chrome Z bằng 24. Vậy cấu hình E của nó sẽ là gì ạ? Đây nhá. Son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. Ok chưa ạ? Son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. S tối đa là 2, 2, P tối đa là 6. Đây là 10 nhá. Ok chưa? 2, 6, 2, đây 20 nhá. Đấy chưa? Đây là 24 cơ mà. Vậy đây là 4. Ok chưa ạ? S chúng ta chạy từ 1 cho đến 7. Đây vừa nãy mình làm đấy ạ. Vậy đây là 1, 2, 3, 4. P chúng ta chạy từ 2 cho đến 7. 2, 3, D chạy từ 3. Ok chưa? Vậy ở đây ạ, chúng ta phải viết lại câu hình E nhé. Câu hình E chúng ta sẽ là, nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nhưng chú ý ạ, 3D4, 4S2. Chú ý 3D4, 4S2 ngay lập tức chuyển thành 3D5, 4S1. Đây là trường hợp đặc biệt bán bão hòa. Được chưa? Trường hợp đặc biệt bán bão hòa. Thế nên rất nhiều bạn chọn đáp án B là sai ạ. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là gì ạ? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S1. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D. Ok chưa? Ok nhá. Rất là dễ luôn. Cực kỳ dễ ạ. Đây ạ, chúng mình sẽ nốt lại. Chúng mình sẽ nốt lại cái này ra đây để cho các cháu cùng chú ý ạ. Đấy, đến đây bây giờ mình phải nắm được thế này ạ. Phương pháp viết cấu hình E ạ. Phương pháp viết cấu hình E. Đây nha, chúng mình nốt lại để cho các cháu nhìn. Được chưa? Phương pháp viết cấu hình E đây này. Đầu tiên này, son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. Được chưa? Đây chúng mình viết là son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. Được chưa? S tối đa là 2, P tối đa là 6, D tối đa là 10, F tối đa 14. S chạy từ 1 đến 7, P chạy từ 2 đến 7, D chạy từ 3 đến 7 và F chạy từ 4 đến 7. Ok.
Đấy, và bây giờ mình chỉ đi viết cấu hình E thôi ạ. Nhá, mình có cái tờ này rồi, giờ mình đi viết cấu hình E. Giờ cấu hình E của đồng này. Nhìn kỹ này. Nhìn thật kỹ này. Son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. Z bằng 29 nhá. Đây này. 2, 2, 6, 10 cháu. Được chưa? 2, 6, 2, 20 cháu. Nhìn rõ chưa? Và D này sẽ là bao nhiêu ạ? 9. Ok. Được chưa? Vậy S ở đây đây. Nhìn này. S chạy từ 1 đến 7. Nhá. 1, 2, 3, 4. P chạy từ 2 đến 7. 2, 3. D chạy từ 3 đến 7. 3. Ok chưa? Bây giờ mình viết lại câu hình E này. Đấy, sau cái bước này rồi mình phải viết lại câu hình E nhá. Làm sao cho lớp giống nhau phải về cạnh nhau. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D9, 4S2. Và đây là một trường hợp đặc biệt số 2 ạ. Trong mảng tuần hoàn chỉ có 2 trường hợp đặc biệt thôi. Trường hợp thứ nhất là của Z bằng 24 và trường hợp số 2 là của Z bằng 29 nhá. Đây là trường hợp đặc biệt. Thì ngay lập tức 3D9, 4S2 chuyển thành 3D10, 4S1. Đây là trường hợp đặc biệt số 2. Trường hợp bão hỏa. Vậy câu hình E chuẩn nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S1. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C nhá. Đáp án đúng là đáp án C. C ạ, câu hình E của đồng. Rất dễ. Cực kỳ đơn giản ạ. Ok. Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13 E. Và cấu hình E ở đây đề bài đã viết cho chúng ta rồi. Cấu hình E nhôm ạ. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Được chưa? Kết luận nào sau đây là đúng ạ? Lớp E ngoài cùng. Lớp E ngoài cùng. Thế thì cái lớp E ngoài cùng là cái lớp mà có số thứ tự là to nhất. Thế thì cái số thứ tự to nhất là gì ạ? 3, đúng không? Đây 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 đây. Lớp này là lớp 3. Vậy lớp 3 này có bao nhiêu E ạ? 2 cộng 1 là 3E nhá. 2 cộng 1 là 3E. Vậy ở đây mình sẽ có này. Lớp E ngoài cùng của nhôm thì nó có 3E. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Được chưa? Lớp E ngoài cùng của nhôm có 1E là sai ạ. Lớp L lớp thứ 2, lớp thứ 2 đây thì có 2 cộng 6 là 8E. Bỏ luôn ạ. Lớp L lớp thứ 2 nhôm có 3E hay nó khác, lớp E ngoài cùng nhôm 3E là sai. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Lớp E ngoài cùng của nhôm thì có 3E. Rất dễ luôn. Ok ạ, bây giờ mình sang cái câu tiếp theo. Câu số 32. Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình E của ion sắt là. Bây giờ chúng ta sẽ, từ nãy đến giờ thì chúng ta đều làm là viết cấu hình E của một nguyên tử. Còn bây giờ thì chúng ta sang viết cấu hình E của một ion. Thế thì viết cấu hình E của ion thì nó có khác gì cấu hình E của nguyên tử không? Thế thì bây giờ muốn viết được cấu hình E của ion thì bước 1 mình phải viết được cấu hình E của nguyên tử trước đã. Thế thì có nghĩa là muốn làm được câu 32 thì mình phải làm được câu 34 trước đã cả nhà. Nhá. Muốn làm được câu 32 thì đầu tiên chúng ta phải làm được câu 34 đã. Thế bây giờ chúng ta sẽ giải câu 34 trước nhá. Cấu hình E của sắt Z bằng 26 là. Nhá. Cấu hình E của sắt Z bằng 26 là mình sẽ có này. Son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. Ok chưa? Son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. S tối đa là 2, 2, 6, 10 cháu. Được chưa? 2, 6, 2, 20 cháu. Được chưa? Sắt D26. Vậy đây phải là 6 nữa. Ok chưa? S của chúng ta là chạy từ 1 đến 7. Vậy đây là 1, 2, 3, 4. P chúng ta chạy từ 2, 7. 2, 3. Được chưa? D ta chạy từ 3. Được chưa? Vậy suy ra cấu hình E chúng ta phải viết lại. Nó là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2. Viết lại để lớp giống nhau nằm ở cạnh nhau. Được chưa? Vậy đây là cấu hình E của sắt nhé. Cấu hình E của sắt nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2. Và chúng ta nhìn đáp án đi ạ. Chúng ta nhìn đáp án thì chúng ta chỉ có đáp án nào đúng thôi ạ. Chúng ta chỉ có đáp án đúng là đáp án C mà thôi cả nhà nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta ngược lại câu số 32 ạ. Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Bây giờ đề bài hỏi là cấu hình E của ion sắt 2 cộng. Thế thì cấu hình E của ion sắt 2 cộng thì là như thế nào? Thì có phải là cấu hình E của sắt 2 cộng có nghĩa là sắt nhường đi 2E không? Sắt cho đi 2E thì có phải tạo thành sắt 2 cộng không? Tương đương với việc đây là cấu hình này, bỏ đi 2E.
và bỏ đi 2e thì chúng ta phải bỏ từ e lớp ngoài cùng nhá. Thế thì nếu mà chúng ta mà bỏ từ e lớp ngoài cùng ấy thì có nghĩa là bỏ cái thằng này đi. Vậy ở đây chúng ta chỉ còn là gì ạ? Sắt 2 cộng là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 và 3d6. Được chưa? Vậy câu hình e của iông sắt 2 cộng là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 và 3d6. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Nhá. Ok ạ. Có hiểu không ạ? Quá dễ dàng. Câu 33 này. Đồng 2 cộng có câu hình e là. Thế thì đầu tiên mình phải nhớ về đồng đã. Đồng thì câu hình e của nó Z của nó bằng 29. Đúng chưa? Vậy đầu tiên bây giờ mình viết câu hình e của đồng. Đây. Son, son, phấn son, phấn son, đánh phấn son. Được chưa? Đồng 29 nhá. 2 2 6 2 6 2. 20 chưa? D9 được chưa? Đấy nhá, điền này, S chạy từ 1 đến 7. 1 2 3 4. P chạy từ 2 đến 7. 2 3. D chạy từ 3. 3. Được chưa? Vậy mình viết lại câu hình E của đồng này. Đồng Z bằng 29 là trường hợp đặc biệt. Đúng không ạ? Đây nhớ lại nhá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Được chưa? 3D9, 4S2. Được chưa? Vậy thì trường hợp đặc biệt 3D9, 4S2 thì ngay tức chuyển lại thành 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S1. Ok chưa? 3D10, 4S1. Thế bây giờ này, đồng 2 cộng thì là đồng 0 trừ đi 2E thì biến thành đồng 2 cộng. Vậy đây là đồng này, phải bỏ đi 2E thì nó mới trở thành đồng 2 cộng. Nhá. Vậy bóc thì bóc từ ngoài vào. Đây, bỏ 1E ở đây, bỏ 1 đây là còn 9. Ok chưa cả nhà, hiểu chưa? Đấy, vậy nó là gì ạ? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D9. Vậy đáp án đúng của chúng ta, nó là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Ok chưa ạ? 15. Câu số 35. Câu số 35 ạ. 35 nhé. K chia ông R cộng có cấu hình E lớp ngoài cùng là 2P6. Vậy R cộng chúng ta sẽ là 1S2, 2S2, 2P6. Đây là R cộng sẽ có cấu hình E phân lớp ngoài cùng là 2P6. Vậy cấu hình E của nguyên tử R là. Vậy cấu hình E của nguyên tử R là gì? Thế thì đây là R cộng là 2P6. Thế thì bây giờ nhá, có phải là R thì nhường đi 1E thì tạo thành R cộng không? Vậy hay không khác là R cộng cộng thêm 1E thì tạo thành R đúng không? Được chưa? Vậy đây là 1S2, 2S2, 2P6 mà nhận thêm 1E thì phải là 1S2, 2S2, 2P6. 3F1 không? Đây nhận 1E mà. 3F1. Được chưa? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Vậy K chia ông R cộng có cấu hình E. Vậy cấu hình E của nguyên tử R nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6 và là 3S1 nhé. 3S1. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? Đây đây. Đây ạ. Đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Ok, rất là dễ luôn. Cực kỳ dễ dàng. Nào, câu số 36 ạ. Câu số 36. Nào, 36 đáp án gì ạ? 36. Ion M3 cộng. Ion M3 cộng có cấu hình E lớp ngoài cùng là 3D5. Vậy cấu hình E của M là. Đây, M3 cộng đây có cấu hình E lớp ngoài cùng là 3D5 nhá. Ion M3 cộng có cấu hình E lớp ngoài cùng là 3P5, vậy mình viết ra M3 cộng ra. Được chưa? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Được chưa? 3D5. Đây là của M3 cộng. Vậy cấu hình E của M là. Vậy cấu hình E của M là. Thế thì vậy là M nhá. M này nhường đi 3E thì biến thành M3 cộng. Hay nó khác là M3 cộng. M3 cộng phải nhận thêm 3E thì biến thành M. Được chưa? Vậy anh này nhận thêm 3E. Nhận thêm 3E thì mình sẽ có câu hình E là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Được chưa? 3D6, 4S2. Được chưa? Tại sao lại vậy? Tại vì là 3D6, 4S2 thì bỏ 2E đi, bỏ 1E đi thì mới tạo thành 3D5 được. Nhá. Vậy
Vậy vậy suy ra cấu hình E của M. Đây nhá. Cấu hình E của M. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B, bò nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò. Rất dễ luôn. Cực kỳ dễ dàng luôn. Nếu mà các cháu mà theo học chúng mình. Ok. Sang câu tiếp theo, câu số 37 nhá. Câu tiếp theo ạ. Câu số 37 ạ. Nào, câu tiếp theo câu số 37 ạ. Okay. Câu 37. Cấu hình E của ion M2 cộng MN2 cộng là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Cấu hình E của MN là vậy, có phải không ạ? MN này muốn biến thành MN nó phải nhận thêm 2E nhá. Nó nhận thêm 2E vậy nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S2. Được chưa? Vậy nó phải là 3D5, 4S2. Vậy thì suy ra cấu hình E của MN, đáp án đúng của chúng ta, cái câu 37 của chúng ta, thì nó chỉ có thể là, chỉ còn là một cái đáp án duy nhất thôi. Đó là đáp án C. Ok chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Nhá. Ok. Nào, câu số 38 ạ. Câu số 38 ạ. Câu số 38 ạ. Cho biết cấu hình electron của các nguyên tố sau thì nguyên tố nào là kim loại? Úi dồi ôi. Câu này mới căng ạ. Câu này thì chúng ta phải nắm được ở cái chỗ lúc nãy chúng ta đã nói ở từ đầu đây. Đây ạ. Đây, để là các nguyên tố là kim loại nhá. Để là các nguyên tố là kim loại thì số E lớp ngoài cùng của nó phải lần lượt là gì ạ? Một đây 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 đây. Đây ạ. Để là lớp để ngoài cùng là kim loại, vậy thì số E lớp ngoài cùng nó phải là 1, 2, 3. Được chưa? 1, 2, 3 thì nó mới là nguyên tố kim loại nhá. 1, 2, 3 thì nó mới là nguyên tố kim loại. Vậy bây giờ chúng ta đi đếm nữa. Đi xem thằng nào có 1, 2, 3 thì thằng đấy là kim loại. Ok không ạ? Vậy đây mình có này. Ngoài cùng đây 6, 2 cộng 4 là 6. Không phải kim loại nhá. Đây ngoài cùng đây 4 này, 2. Vậy anh này là kim loại này. Vậy Y là kim loại rồi. Vậy ngon lành canh đao. Y là kim loại. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò nhá. Y chúng ta là kim loại. Câu 39 ạ. Câu 39 ạ. Các nguyên tử là kim loại thì gồm. Các nguyên tử là kim loại thì gồm. Vậy đây bây giờ mình viết cấu hình E thì mình mới biết được đúng không? Ví dụ như anh này, Z bằng 11. Vậy ở đây coi như là đề bài người ta kiểm tra ta về cái cách là chúng ta viết cấu hình E xem chúng ta viết có thông thạo hay không nhá. Thế thì ở đây ạ, câu 39 ạ. Với x z1 là 11 nhá. Thì x đây ạ. 1s2 2s2 2p6 3s1. Được chưa? Vậy ở đây lớp ngoài cùng của nó là có 1e, vậy suy ra nó là kim loại. 1 2 3 thì auto là kim loại hết nhá. Tiếp tục ạ, y ạ. Y là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p đây 10 nhá, 12 này, 3p2. Vậy số e lớp ngoài cùng ở đây của nó bằng 4e. 4e này có phải là kim loại không ạ? 4e có phải kim loại? 4e thì không phải kim loại. Vậy loại y nhá. Vậy là có x nhưng loại y. Vậy loại đáp án A này. Loại đáp án B này. Loại đáp án C này. Ô thế là gần như là xong rồi đấy ạ. Gần như là xong rồi. Hoàn toàn đến đây chúng ta hoàn toàn có thể chọn được đáp án D. Nhưng mình cũng phải biết thử xem. Đây T ạ. Z bằng 20. Xem nhá. T Z bằng 20. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2. Đúng 20 chưa? Ok chưa? Thế thì số E lúc ngoài cùng của nó bằng 2. Vậy suy ra chuẩn nó là kim loại luôn. Được chưa? Vậy mình sẽ có hai thằng kim loại là thằng X và thằng T. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. X và T là kim loại. Ok chưa? Ngon này cành đào chưa? Cái cực kỳ dễ luôn ạ. Cả nhà có hiểu bài không ạ? Ok ạ. Câu số 40 ạ. Cấu trúc E nào sau đây là của phi kim? Câu số 40. Cấu trúc E nào sau đây là của phi kim? Thì mình có này. Đây mình lại phải nhớ ở cái chỗ lúc nãy chúng ta có ghi đây ạ. Thế nào là phi kim đấy ạ? Lớp E ngoài cùng 5, 6, 7 thì nó là nguyên tố phi kim. Được chưa? Vậy chúng ta cứ đi viết cấu hình E xong là xem nó có 5 hay là 6 hay 7 E lớp ngoài cùng thì nó là phi kim. Thế thì tìm cái cấu hình, tìm cái số E lớp ngoài cùng ấy thì mình nhìn này, nó mà là lớp to nhất đây nhá. Đây này, 2 cộng 4 là 6. 5 6 7 là phi kim, vậy đây 6 là phi kim rồi. Nhá, 1 là phi kim. Tiếp tục ạ, số E lớp ngoài cùng đây bằng 2, lớp 4 mà. Bằng 2, vậy anh này là kim loại. Vớt. Vậy là có 1 mà không có 2.
Vậy loại đáp án A, loại đáp án C, loại đáp án D. Vậy mình chỉ còn là B135 nhá. B135. Thế bây giờ mình đi nhìn ba xem có chuẩn không. Thế thì ba ở đây ạ, số e lớp ngoài cùng đó là 2 cộng 3 bằng 5 nhá. 2 cộng 3 bằng 5. Được chưa? Vậy ở đây là 5 6 7 đúng chưa? Đúng là phi kim luôn. Ok ạ. Thằng số 4 ạ, đây này, đây là số e lớp ngoài cùng nó chỉ có một, vứt nhá. Thằng số 5 đi ạ, 2 cộng 3 bằng 5, đúng là số e lớp ngoài cùng bằng 5 chưa? Vậy là 1 3 5 là chính xác nhá. 1 3 và 5 đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Thế còn cái anh số 6 loại, bởi vì ạ, anh này là có 2 e lớp ngoài cùng là loại anh số 6. Ok chưa? Đấy, cả nhà thấy không? Rất là dễ nhá. Cực kỳ là dễ dàng luôn. Ok ạ. Hôm nay là chúng ta là kết thúc cái bài tập ở đây nhá.